Chào Đinh Thương à. Xin quý anh chị em vui lòng đợi tí xíu nha, có khoảng 5-7 người rồi mình nói luôn nha. Xin mến chào quý anh chị em đến với livestream của TV256 nha. Bữa nay có thể là chào người Việt xấu xí nha. Chào Julie Win. Thôi mà bây giờ chắc cũng được vài người rồi, TV256 xin bắt đầu nha, thưa quý anh chị em. Thì vừa qua đó, TV256 có vào YouTube và TV256 được nghe cái ông lấy tên là Lưu Tiến Lễ. Thì TV nghĩ rằng là ông này hình như là trẻ hơn TV thì phải. Chào Phạm Tommy. Thì ông Lưu Tiến Lễ này đó, ổng đưa ra một cái đoạn video clip vào khoảng 28 phút. Thì ông đưa ra, ông nói rằng là cái lá cờ đỏ sao vàng đó là có từ thời năm 1920. Có từ thời năm 1920 nha quý anh chị em. Sẵn đây thì TV256 muốn cho quý anh chị em nghe cái đoạn audio của ổng đi ha. Chào Phạm Tommy. Rồi nghe cái đoạn audio của ổng nghe trước chút xíu coi. Có thể vài phút thôi, có thể từ 2-3 phút thôi. Quý anh chị em nghe những cái tiếng nói của ổng nha. Dự định là TV dự định là đưa cái còn video clip này lên rồi mình bình luận về những cái điều mà cái ông Lưu Tiến Lễ đó ông nói. Thì theo mình chúng ta biết được đó là cái cờ đỏ sao vàng đó là cái cờ phát xuất từ tỉnh Phúc Kiến, ở thủ thủ đô của Phúc Kiến là Phúc Châu, xuất phát từ năm 1933 và được Mao Trạch Đông sử dụng cái lá cờ đó, gọi là Hồng Vệ Binh đó. Khi mà Mao Trạch Đông cầm cầm đầu Hồng Vệ Binh đó, thì sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng đó. Thì ngày hôm nay ông Lưu Tiến Lễ đó, ông nói rằng là cái cờ đỏ sao vàng đó nó xuất phát từ năm 1920, coi như là nó có trước, nó có trước thời Mao Trạch Đông nữa. Thì đại khái quý anh chị em nghe cái đoạn video clip này, TV phân tích cho quý anh chị em thấy những cái luận điệu rồi là gian dối, xuyên tạc của những người mà theo cái chủ nghĩa cộng sản. Họ không có cái lòng tự trọng mà TV phân tích rồi quý anh chị em sẽ thấy rất là rõ. Mời quý anh chị em lắng nghe cái bài nói chuyện của ông Lưu Tiến Lễ nha, trong vòng có khoảng là 30 phút thôi. Ráng lắng nghe nha quý anh chị em ha. Ra lá cờ đỏ sao vàng, tức là sau này thành lập là cũng đưa ra để bảo được lá cờ nên lấy như thế nào. Đấy. Cho nên là ta phải biết rằng là cái lá cờ đỏ sao vàng nó được hình thành
là từ những năm 1920 để do các chiến sĩ mà trong đó có Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Ái Minh là Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Ái Minh bàn luận đấy. Và Bác Hồ của chúng ta đấy, lúc đấy là Nguyễn Ái Quốc đấy, thì mang cái ý tưởng đấy đến Quốc tế Cộng sản và bàn với các đồng chí chi bộ đảng từ Đại học Phương Đông, là đây là của chi bộ đảng của Phương Đông của mình ấy. Đấy. Thế và đến khi mà Bác về đến Quảng Châu đấy, thì Bác cũng dặn cho các chiến sĩ mà chúng ta từng gửi trong nước gửi ra, tôi nhớ không lầm nhưng mà khoảng 120 đến 126, thì chỉ có cái số này là tôi không nhớ chính xác, nhưng mà khoảng 120 đến 126 là cán bộ của ta từ trong nước cử sang bên Quảng Châu để học tập với nước đường cách mệnh này, là cái trong cái gọi là sau này Bác cái thành lập cái gọi là cái thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội đó, thì Bác cũng phổ biến ở trong cái hội nghị và mang ý tưởng với ban ra. Tức là Bác lúc này là với cái vai trò Bác là làm cái người phụ trách của Phương Đông, phụ trách cả Phương Đông chứ không phải là chỉ có một Việt Nam đâu nhé. Bác Hồ Chí Minh là chúng ta là phụ trách cả Phương Đông, và Bác cũng đưa ra để chúng ta thảo luận, để cho các thảo luận. Và đến cái năm 1930 ngày 3 tháng 2 thì ý tưởng đó lại cũng được đưa ra trong cái lễ, trong cái cuộc họp để hội nghị hợp nhất ba cái tổ chức đảng năm 1930. Chính vì thế cho nên đến năm 31 thì đồng chí tức là Bác Trần Phú của ta lại cũng, tức là những cái người mà thành lập người ta lại đi về, người ta phổ biến ở trong các chi bộ đảng ở trong nước và ngay cả trong ngoài Hà Nội, các chi bộ đảng ngoài Hà Nội, người ta cũng nắm được cái tinh thần sau này nếu giành được lập thì lấy cái quốc kỳ là cái lá cờ đỏ sau này. Đấy. Nhưng mà lúc đấy thì báo cáo là về cái kích thước đây là chưa rất rõ ràng như bây giờ này, chỉ là cái đồ và cái sau này được nó biểu tượng như thế thôi đấy, thì báo cáo như thế. Thế thì đến năm 40 thì như thế này tôi nói rồi à, và cái năm 41 tức là cái lá cờ sau này lúc đấy là mới ý tưởng, nhưng mà đến năm 40 thì xuất hiện với năm thì, và đến năm 44 thì chúng ta thấy rằng là cái lá cờ của sao vàng mà trong cái lễ gọi là thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12 tại trong cái khu rừng Trần Hưng Đạo, mà chúng ta thấy là có cái lá cờ của sao vàng mà đại tướng Võ Nguyên Giáp có cái lá cờ khẩu súng súng máy đấy, thì chúng ta thấy như thế. Như vậy là cái lá cờ của sao vàng nó đã được hình thành trong ý tưởng các nhà yêu nước và các chiến sĩ cộng sản ta tự. Đấy, quý anh chị em thấy không? À, ông nói rằng là được hình thành từ các nhà yêu nước vào năm 1920. Đó, từ năm 1920. Là ông cho rằng đó, cái lá cờ đỏ sao vàng này được hình thành từ năm 1920 mà nó qua những cái ý tưởng của những người yêu nước. Nó là những ý tưởng của những người yêu nước thôi. Thì tôi thấy đây là những cái lời rất là ngụy biện. Quý anh chị em sẽ thấy không có lọt lỗ tai. Chúng ta hiện tại đó, nếu mà ông Lễ này đó mà ổng muốn chứng minh cái lá cờ có từ năm 1920 thì ổng phải mang ra những cái tài liệu nào nói về cái lá cờ xuất hiện vào năm 1920, chứ ổng không có thể nào mà nói rằng là phát nguồn từ cái ý tưởng nó còn nằm ở trong đầu đó, nó chưa có thực hành bằng cái tấm vải, mà nó là ý tưởng. Ông nói một cái câu là cờ đỏ sao vàng được hình thành qua ý tưởng của các nhà yêu nước từ năm 1920. Thử hỏi ông nói như một câu như vậy đó, làm sao mà thuyết phục được người dân? Đây là những cái lời nói rất là ngụy biện. Thì TV muốn chia sẻ như thế này, đó là nó hỏng rồi, tất cả đều là ngụy biện hết. Chúng ta biết được đó là
người ta đó, người ta có thể nói rằng người ta nhìn thấy cái phiên bản của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người ta nhìn thấy cái phiên bản của nhà nước gọi là Trung Cộng, người ta nhìn thấy cái phiên bản của Trung Cộng là người ta biết sắp tới là thằng Việt Cộng nó sẽ như thế nào. Sự thật là như vậy đó, nó nô lệ cái tư tưởng gọi là kinh khủng đó. Thành ra tôi muốn chia sẻ cái điểm này với quý anh chị em đó là cái lá cờ đỏ sao vàng nó được thành lập vào năm 1933 ở Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến. Và khi đó đó, Mao Trạch Đông đó là người sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng này, gọi là hồng vệ binh của Mao Trạch Đông. Và chúng ta thấy qua cái bộ phim mà Trường Chinh của đạo diễn Kim Thao, Đoàn Quốc Cường đóng trong cái vai Mao Trạch Đông phất cái lá cờ khởi nghĩa, thì nó được hình thành vào năm 1933. Mà đâu có thể nào mà mấy cái người mà yêu nước mà như cái ông Lễ ông nói đó là nó có trong ý tưởng của họ là cờ đỏ sao vàng là từ năm 1920. Thành ra đó, sau này đó nó có những cái tài liệu nói rằng là ông Bùi Quang Xô nè là người vẽ ra lá cờ nè, rồi Đảng Cộng sản nó cũng bác rồi, nó cũng đâu có đồng ý là cái lá cờ vẽ ra của Bùi Quang Xô đâu. Rồi ông Nguyễn Hữu Tiến cũng vậy, thì nó đều là những điều mà sai trái rồi tự nhận thôi, chứ sự thật ra là nó có từ tỉnh Phúc Kiến là từ lâu đời như vậy, 1933 như vậy, và không có thể nào chối cãi được. Bây giờ tự nhiên đẻ ra một cái nó là lá cờ có từ ở trong hình thành qua ý tưởng qua ý tưởng của những người yêu nước. Ý tưởng là họ chưa có lộ ra ngoài, họ nó còn nằm ở trong đầu họ thôi. Rồi lấy gì mà chứng minh là cái lá cờ đó có từ năm 1920 được? Mà ổng cũng đưa một cái video trước là 28 phút như vậy mà ổng cứ nói dài dòng, mình không nói đi vào cái tâm điểm là mình cụ thể rằng là cái lá cờ đó nó có những cái bằng chứng lịch sử như thế nào, đưa ra những cái giấy tờ hoặc là nó xuất hiện ở đâu, những hình ảnh ví dụ vậy, những cái văn kiện lịch sử đến giờ này chúng ta hoàn toàn không thấy đâu. Tại sao TV cũng đặt một cái câu hỏi với anh chị em là cái lá cờ của Trung Cộng đó, cái lá cờ năm sao của Trung Cộng đó, lá cờ năm sao nó có người thiết kế ra khi mà cái lá cờ đó thành lập vào năm 1949, 27 tháng 9 1949, thì do ông Tăng Liên Tùng là một người Tàu đó, rồi họ thiết kế ra để mà Mao Trạch Đông sử dụng cái lá cờ đó coi như là lá cờ nước, là cái lá cờ đỏ năm sao sao đó. Thì quý anh chị thấy cái rõ ràng là như vậy, cái cờ đỏ sao vàng là Mao Trạch Đông đã dùng trước. Thì khi mà Mao Trạch Đông đã dùng rồi á, thì Mao Trạch Đông thảy qua cho Việt Cộng dùng, nó đơn giản đấy. Mao Trạch Đông, bởi vì tôi đi nói là mình dùng thằng Tàu là mình biết là thằng Việt Cộng nó sẽ như thế nào, nó là cái phiên bản gọi là giống của thằng Tàu thôi, nó tình trạng nó nô lệ như vậy đó. Chúng ta có những cái giống như là đã hổ diệt ruồi cũng copy từ của thằng Tàu thôi, nó có những cái mà nó na ná nó giống nhau vậy đó. Thì TV sẵn đây TV kể cho quý anh chị em vào cái năm 1999 á, nhớ không? Cái năm 1999 thì cái sự việc nó như thế này.
năm 1999 thì Phan Văn Khải, để tôi TV chỉnh cái này nó hình như cái này nó hơi mờ mờ ha. Rồi được rồi đó. Hồi nãy hình ảnh nó mờ quá. Phan Văn Khải mới đi gặp Tổng thống Bill Clinton ở New Zealand đó, để mà ký cái hiệp định thương mại với Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy nó đau lòng cho cái đất nước mình đó, là cái điều kiện mà để mà Việt Nam mà gia nhập vào WTO đó, là cái điều kiện đó là bắt buộc là phải ký cái hiệp định thương mại với Hoa Kỳ trước rồi mới vào WTO. Thì tất cả đã chuẩn bị hết rồi, tất cả đã chuẩn bị giấy tờ xong xuôi rồi để hai vị nguyên thủ rồi là ký kết cái hiệp định thương mại. Thì đùng một cái ông Phan Văn Khải không đổi ý. Thì TV vào cái thời điểm đó, TV 256 nghe phong phanh rằng là ông Phan Văn Khải ông gọi cho Đỗ Mười, và Đỗ Mười đó gọi cho bên bên Trung Cộng thì phải. Thì Trung Cộng không có cho phép, không cho phép ký hiệp định thương mại với Hoa Kỳ. Nó đau khổ như vậy. Năm 1999 nha, là quý anh chị em biết đó, khi mà Việt Nam đó mà ký kết cái hiệp định thương mại với Hoa Kỳ đó, thì Việt Nam có cái quyền khi mà nằm ở trong, khi mà gia nhập vào cái hàng ngũ WTO đó, thì người Việt Nam đó có cái quyền gọi là không cho thằng Tàu gia nhập vào WTO luôn. Người nào mà đã vào WTO rồi đó, cái quốc gia nào vào WTO thì có cái quyền phủ quyết là không cho bất cứ nước nào mà gia nhập WTO, là có quyền như vậy đó, cứ quan trọng như vậy. Thì ông Bill Clinton là coi như là ông giúp cho người Việt Nam đặng vào WTO trước thằng Trung Cộng. Rốt cuộc không biết mấy anh Việt Cộng sợ những cái gì mà làm mới mà qua mặt người đàn anh của mình. Thành ra ông Phan Văn Khải ông phải gọi cho Tổng Bí Thư là Đỗ Mười lúc đó. Và Đỗ Mười không biết nói làm sao rồi từ chối, không có được ký với hiệp định thương mại với Hoa Kỳ. Thành ra đó, chỉ một năm sau đó thì tụi Trung Cộng nó lại ký kết hiệp định thương mại với Hoa Kỳ. Nó đau khổ không? Mà khi thằng Trung Cộng nó ký kết hiệp định thương mại với Hoa Kỳ rồi nó vào WTO luôn, là trong một hai năm sau đó là nó vào WTO luôn. Và khi Trung Cộng nó vào WTO thì nó bán hàng hóa đó, rồi là bởi vì nó trở thành một cái quốc gia rất là giàu có sau này. Mà thằng Việt Cộng đó thì thằng Tàu nó làm khó, nó không cho vô WTO. Nó dùng đủ mọi mưu mô mánh khóe để mà nó không cho thằng Việt Cộng vào WTO, để mà nó hưởng cái lợi ức, lợi về buôn bán với các quốc gia trên thế giới như vậy. Thằng Việt Cộng lẻo đẻo theo sau vài tới năm 2007, cuối năm 2006 đến 2007 mới vào WTO. Thì vào WTO thì lúc đó là trong vòng 7 năm mà Trung Cộng nó buôn bán với thế giới như vậy rồi, thằng Việt Cộng chỉ là lượm vỏ ốc thôi. Coi như là Trung Cộng nó ăn ốc thì một thằng thì nó lượm vỏ ốc, chứ đâu có hưởng được cái gì đâu. Thành ra nước Việt Nam mình vẫn nghèo với nghèo thôi, không có khá nổi. Tại vì mình đi theo cái chân của thằng giặc Tàu thôi. Bây giờ dừng ngày hôm nay nó nhục nhã như vậy. Và chào Vịnh Chân Chân nha,
lâu quá không gặp Vịnh Chân Chân. Thì nó nhục nhã như vậy. Giặc tàu mà nó sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng rồi, bây giờ nó đưa lại cho Hồ Chí Minh sử dụng cái cờ đỏ sao vàng. Mà cái trường hợp đó nó đã chiếu ở trên VTV1, là cái chương trình TV gọi là cho toàn quốc. Và cái phim đó là cái phim Trường Chinh, mà nó chiếu đã cả từ khoảng 2003-2004 đó, thì nó đã chiếu lâu rồi. Bây giờ nó đã chiếu là mười mấy năm rồi đó. Cái bộ phim đó nó 24 tập, và Đoàn Quốc Cường là một cái tài tử rồi, đã đóng trong cái vai Mao Trạch Đông. Thì Mao Trạch Đông phất cái cờ đỏ sao vàng. Thì sau này đó, Mao Trạch Đông đâu có thèm dùng cái cờ đỏ sao vàng nữa. Mao Trạch Đông đưa qua bên Hồ Chí Minh để mà cho dùng cái lá cờ Hồ Chí Minh đó, dùng thành cái lá cờ tổ quốc của Việt Nam. Thì khi Mao Trạch Đông đã bàn giao cái lá cờ cho Hồ Chí Minh rồi, thì Mao Trạch Đông sẽ lấy một cái lá cờ khác. Tất cả là nó có cái sự sắp đặt hết trơn à. Tất cả nó sự sắp đặt hết trơn à, quý anh chị em ơi. Và khi sắp đặt như vậy á, thì Mao Trạch Đông phải chọn ra một cái lá cờ gọi là cái phiên bản gọi là năm ngôi sao. Cái năm ngôi sao nó chủ đích rất là dễ, mà quý anh chị em thấy rất là dễ. Năm ngôi sao là Mông, Hồi, Mãn, Tạng, thì bây giờ thêm một Việt Nam nữa là thành năm ngôi sao nhỏ, và một ngôi sao lớn thành sáu ngôi sao. Và chúng ta đã thấy ở trên VTV One nó đưa ra cái hình ảnh sáu ngôi sao. Đó là sự thật lịch sử. Tất cả những hình ảnh đó nó vẫn còn lưu trữ trên Internet hết. VTV One đưa cái hình ảnh sáu ngôi sao khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua bên Trung Cộng để mà quỵ lị cái vấn đề gì đó, ký kết những hiệp ước thương mại gì đó. Thì đó là một cái điều mà rất là đau đớn cho cái dân tộc Việt Nam của mình, khi mà thấy cái sáu ngôi sao như vậy. Mà không phải là chỉ một lần thôi. Rồi đến lúc mà Tập Cận Bình, lúc đó là chỉ là phó chủ tịch nước thôi, Tập Cận Bình phó chủ tịch nước lại đi qua thăm Việt Nam mình. Đi qua thăm Việt Nam mình rồi, mình không biết ai mà bày cái trò mà để những cái đứa trẻ em Việt Nam của mình, những đứa trẻ từ có thể là từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi, thì những đứa trẻ đó đón Tập Cận Bình bằng cái lá cờ sáu ngôi sao, và những hình ảnh nó đạt được lưu truyền bởi hãng thông tấn Reuters nha, AP, tất cả những thông tấn quốc tế đều biết những điều đó hết. Và lẽ dĩ nhiên là những người Việt Nam chúng ta biết là trong nội bộ của Đảng Cộng sản đã làm những cái chuyện mà đau đớn như vậy. Những chuyện mà coi như là Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc. Thành ra Việt Nam trở thành một cái ngôi sao thứ năm ở trên cái lá cờ của Trung Cộng. Là một điều vô cùng nhục nhã luôn. Những cái điểm mà nhục nhã như vậy đó, TV thử hỏi ông Lưu Tiến Lễ, ông có giải quyết được không? Ông có thấy những cái điểm nhục nhã là Việt Nam trở thành một ngôi sao của Trung Quốc hay không? Trong khi ông đưa ra là cờ của Trung Quốc, cờ của Trung Cộng thì nó có sao cờ Việt Nam, thì cái đó đồng ý, TV biết đồng ý cái điểm đó. TV 256 chưa từng xuyên tạc cái điều đó, là cái cờ của Trung Cộng nó ra sao cái cờ mà 1945 mà Hồ Chí Minh sử dụng. Nhưng mà ông Lưu Tiến Lễ, ông phải hiểu rằng cái lá cờ đỏ sao vàng mà các ông sử dụng năm 1945 mà Hồ Chí Minh sử dụng vào ngày
2 tháng 9 để mà tuyên ngôn độc lập đấy. Thì đó là cái phiên bản của thằng Tàu, phiên bản của Mao Trạch Đông đã sử dụng rồi, rồi giao cho các ông thôi. Các ông không có một bằng chứng nào. Nếu mà các ông mà đàng hoàng á, thì các ông đã vạch ra rồi là ai là người thiết kế cái lá cờ này. Trung Cộng nó cũng có người thiết kế đàng hoàng chứ, nó đâu phải là tự nhiên mà là cả nước mà không biết ai là người thiết kế cái lá cờ đỏ sao vàng ấy. Rồi ông lấy những cái biện luận như vậy để làm sao mà quần chúng tin tưởng ông được? Không thể nào mà tin tưởng những cái lời nói ông như vậy được. Các ông cứ nói không có một tài liệu nào chứng minh hết, chỉ nói rồi là nó có trong ý tưởng của những người đấu tranh, ý tưởng trong những người mà chống Pháp thời đó, những người yêu nước, nó hình thành lá cờ trong ý tưởng. Thì TV thấy là một cái những cái luận điệu đó là nó nhục nhã và nó xuyên tạc, chứ nó không thuyết phục được đâu, nó không thuyết phục được. Đau đớn chưa cái đất nước mình đó chứ. Bây giờ sự thật lịch sử nó đã lòi ra như vậy rồi. Nó lòi ra như vậy rồi thì không thể nào mà các ông có thể phản biện được đâu. Những lời mà TV chia sẻ trong cái trang nhà đó thì mong rằng quý anh chị em sẽ đọc được những lời TV256 chia sẻ với quý anh chị em. Thô bỉ lắm, mình thấy nó rất là thô bỉ. Phản biện cái kiểu đó nó không có đúng sự thật. Nếu mà mình muốn phản biện, mình phải đưa những tài liệu, mình dẫn chứng, chứ không phải mình nói là lá cờ đó nó nằm ở trong ý tưởng của những người yêu nước. Nó nằm trong ý tưởng của những người yêu nước có từ năm 1920. Phản biện kiểu của ông là chết rồi, không chấp nhận được. Thành ra TV256 mới dành gọi là ít phút để mà chia sẻ những sự suy nghĩ của mình đối với những cái lời phản biện của ông Lưu Tiến Lễ nha. Rồi, TV xin chấm dứt buổi nói chuyện ngày hôm nay, thấy cũng 28 phút rồi. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Xin mến chào quý anh chị em.